Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ sáu, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các bạn tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, văn phòng chỉ huy của chú Buri bị tấn công. Vì sao? Tại sao? Ai làm cái điều đó? Nội dung thứ hai, Thượng viện Mỹ đã thông qua một cái dự luật. Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết và những cái diễn biến cập nhật mới nhất tại chiến trường Ukraine. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like và chữ bình luận bên dưới cái video để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Thì trong suốt 2 tháng mấy vừa qua, sau khi Tổng thống Zelensky đã thẳng thừng nói với Tổng thống nước Mỹ Joe Biden là tụi tôi không cần một chuyến bay, tụi tôi không cần một cái chuyến đi, mà tụi tôi cần vũ khí, đạn dược để bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ từng tất đất. Thì cái câu nói này, cái lời từ chối này của Tổng thống Zelensky đã làm rúng động vòng quanh thế giới, đã làm cho hơn mấy chục quốc gia đã thức tỉnh và họ đã rầm rộ quay lưng lại để ủng hộ đất nước Ukraine và người dân Ukraine, trong đó có cả luôn nước Mỹ. Thì trong suốt hơn 2 tháng mấy vừa qua, Mỹ đã hỗ trợ những cái vũ khí, đạn dược, tiền bạc này nọ kia. Rồi vào ngày hôm qua tại Washington DC, trong một cái cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ, thì họ đã thông qua và với cái tỷ số là 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, trong đó hầu như tất cả các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở Thượng viện họ đã bỏ phiếu thuận, tức là họ sẽ thông qua một cái dự luật 40 tỷ đô la nữa để ủng hộ cho Ukraine, để mà cho Ukraine giành lại được chiến thắng, đẩy lùi quân Nga trong cái cuộc chiến này. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Thì sau khi cái lời yêu cầu của chú Bảy đưa ra cách đây 2 tuần, thì vào ngày hôm qua tại Thượng viện Mỹ, rầm rộ các thượng nghị sĩ người ta đã bỏ phiếu và cuối cùng thì họ đã thông qua để mà chuẩn thận cho 40 tỷ đô la nữa. Tiếp tế thì trong này gồm có đạn dược, ok, rồi gồm có thức ăn, rồi nó nôm na là tất cả những cái gì mà người dân Ukraine, đất nước Ukraine đang cần là nó nằm trong 40 tỷ đô la này. Và 40 tỷ đô la này nó có thể kéo dài tức là cái thời gian đó các bạn, cho quân đội người dân đất nước Ukraine kéo dài khoảng 3 đến 5 tháng nữa. Tức là có tiền, xoay sở, có đạn dược để mà giữ gìn, bảo vệ quê hương đất nước đó các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi, thì đây cũng là một cái thông tin mừng cho người dân và đất nước Ukraine các bạn ơi. Cuối cùng thì Quốc hội Mỹ họ cũng đã thông qua. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện vào ngày hôm qua, văn phòng chỉ huy của chú Buri ở Melitopol đã rung chuyển, lung lay lúc lắc vì bị tấn công. Và ai đã làm cái điều này? Sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Cũng như chúng ta đã biết, trong mấy ngày vừa qua thì quân đội Ukraine đã bắt đầu tổng phản công, tức là quánh lại đó các bạn, đáp trả lại đó. Tại vì hơn 2 tháng mấy, quân đội, người dân, đất nước Ukraine only phòng thủ, tự vệ và né tránh chứ không có phản công. Nhưng sau khi Anh và Mỹ bật đèn xanh, cũng như là hơn 40 nước, họ đã họp tại Đức và họ đã thẳng thừng ra mặt là tụi tôi sẽ ủng hộ vũ khí hạng nặng cho Du để Du quánh trả lại, và Du quánh bất cứ nơi nào, không cần biết là chỉ có quánh trong lãnh thổ của Ukraine, Du có thể quánh vào lãnh thổ của chú Nga luôn, cắt đứt cái đuôi hậu cần để cho quân đội Nga ở ngoài tiền tuyến không có cái gì, nó hôm nay là không có vũ khí, không có thức ăn nè, Du có thể quánh cắt đứt cái đuôi và Du có thể quánh thẳng vào sào huyệt của chú Putin nếu cần thiết, nếu những cái điều đó làm cho quân đội Ukraine
được thắng lợi và cũng như là đẩy lùi của Nga đó bạn. Rồi rồi, thì sau khi mà Anh và Mỹ bật cái đèn xanh đó, cũng như 40 nước làm cái điều đó, thì vào ngày hôm qua, những quả lựu đạn đã phát nổ gần văn phòng của chỉ huy Nga ở thành phố Melitopol. À, sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Cơ quan quản lý quân sự ở Melitopol cho biết là một số vụ nổ đã xả ra và coi như hai bên bắt đầu đánh nhau kịch liệt, tức là quân đội Ukraine và quân đội Nga đó các bạn. Tức là quân đội Ukraine phóng những cái quả lựu đạn, những pháo kích vào cái văn phòng này, thì sau đó quân Nga bắt đầu bỏ chạy tụt quân, thì cũng có một số quay đầu lại để mà đánh chống trả với quân đội Ukraine. Rồi theo như những người dân địa phương cho biết, những cái quả lựu đạn này đã nổ vào văn phòng chỉ huy của quân đội Nga. À, đây cũng là một cái thông tin làm cho chú Putin mất ăn mất ngủ đó các bạn ơi. Thì trong cái thời gian vừa qua, quân đội Ukraine tổng phản công thì đã giành lại được nhiều ngôi làng, nhiều thành phố và đẩy lùi quân Nga sát vào cái hàng rào của chú Putin rồi. Cũng như quân đội Ukraine cũng đã đứng ngay cái hàng rào của chú Putin rồi. Và chú Putin đã giật mình điều động mấy chục ngàn binh sĩ từ trong hang ổ của chú á, Moscow gì đó, đi ra đứng ngay chỗ cái hàng rào để phòng ngừa lỡ mà quân đội Ukraine có tràn qua thì còn có lính để mà cản lại, để không vào cái xào huyệt của chú. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Đây là một cái bản tin tổng hợp và nó đến từ tờ báo Canada vào tối hôm qua. Thì nó như thế này nè các bạn. Vào ngày hôm qua, các nước G7 người ta đã thông qua và quyết định là sẽ hỗ trợ thêm 18,4 tỷ đô la cho quân đội Ukraine, cộng với 40 tỷ của nước Mỹ. Các bạn thấy rầm rộ chưa, ghê gớm chưa? Rồi, Trung Quốc và Triều Tiên sẽ đặt ở trên bàn, sẽ bị ở trên bàn khi mà chú Bảy đến châu Á lần đầu tiên. Vào ngày hôm nay là chú Bảy sẽ có mặt ở châu Á để làm gì? Đây là cái chuyến công du đầu tiên. Chú Bảy đến nơi đó để bàn luận nghị sự về cái chuyện Trung Cộng và ông chú Ổn là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chú Bảy kêu gọi củng cố đồng minh. Điều thứ ba là kêu gọi cái sự hỗ trợ của đồng minh ở vùng châu Á để trừng phạt chú Putin. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ sáu, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn, cô, chú, bác, anh chị thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận bên dưới cái video để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô, chú, bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai. Xem về nhà cửa, cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, thức ăn, phong cảnh, công an việc làm và cách để make the money. Nếu cô chú bác anh chị em út thấy nó hay, nó hữu ích, ly đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông kế bên của channel thứ hai để nhận được những cái video mới nhất trong channel nha. Have a good day, have a good week, bye bye.